Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt máy in Kalon 6230DL. Trước mặt mình đây là máy in Kalon 6230DL và một chiếc máy tính. Đầu tiên chúng ta phải kiểm tra máy in trước để chuẩn bị những thứ để trước khi chúng ta cài đặt. Đầu tiên chúng ta kiểm tra xem giấy khay đã có chưa và hộp mực ở trong máy đã có chưa. Tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra đến hai dây kết nối cổng USB và dây cổng nguồn. Ở đằng sau là hai cổng kết nối của máy in 6230DL. Nếu mà chúng ta không có một trong hai cái dây này thì chúng ta cũng không thể cài đặt được máy in. Đây là cổng nguồn của máy in và cổng cáp máy in. Đây chúng ta sẽ cắm vào cổng cáp máy in và đây là cổng nguồn. Đầu tiên chúng ta sẽ phải cắm vào cổng nguồn của máy in. Tiếp theo chúng ta sẽ cắm cáp máy in vào cổng cáp USB trên. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải bật nguồn máy in, cổng cổng nguồn của máy in trước mặt. Chúng ta sẽ có một cái công tắc, chúng ta bấm vào công tắc nguồn máy in ở trước mặt. Khi bấm vào công tắc nguồn thì máy sẽ chạy và sẽ bật đèn sáng màu xanh, sẽ bật led đi. Và tiếp theo chúng ta cần chuẩn bị là một chiếc laptop để có thể cài đặt được vào máy in. Như trước mặt các bạn có thể nhìn thấy mình đang chuẩn bị cho các bạn thấy là một chiếc laptop Acer. Hiện tại máy của mình không biết là chạy Windows gì thì chúng ta có thể vào phần Zip PC, chuột phải vào Zip PC, chọn vào cuối cùng Property. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể thấy được rằng máy của mình đang vào phần Edition, đang chạy Windows 10 Home Single Language, có nghĩa là máy của mình đang chạy Windows 10. Và một phần tiếp theo chúng ta sẽ vào phần System Tray 64 bit. Ở đây chúng ta có thể thấy là máy tính của chúng ta là đang chạy là Windows 10 64 bit. Để cài máy in 6230DL vào Win 10 64 bit thì chúng ta phải vào Google, sau đó chúng ta sẽ tải driver của máy in driver Kalon 6230DL Win Windows 10 64 bit rồi enter. Ở đây chúng ta có thể thấy được rằng trên đầu tiên chúng ta có thể thấy được trang chủ của Kalon hiển thị luôn là Windows 64 bit của máy in Kalon 6230DL, thì chúng ta kích vào trang chủ đó. Ở đây chúng ta sẽ hiện thấy là vào phần trang chủ của Kalon thì hiện tại chúng ta đang thấy vào phần tải về. Ở đây sẽ thấy nó thông báo là Windows 64 bit LBB 6230DL của Printer Drive version 2146. Thì chúng ta lại tiếp tục bấm vào chữ tải về để chúng ta tải driver về về máy tính của mình. Ở đây sẽ hiện ra thông báo là cho các bạn có đồng ý các quy tắc của Kalon không, thì chúng ta bấm vào Yes. Và chúng ta sẽ thấy được một file cuối cùng bên góc màn hình. Đây là file tải về. Thì chúng ta sẽ tìm vào phần show all để tìm vào file mình.